Nước mắt không đem là chuối ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Trong đêm làm gì? Đứng ra ngồi ngắm sao. Trong đêm đó, vì đêm đó là phải đắp mặt đã ngủ. Nghe không? Có nghĩa là một tuần á, dành ra hai bữa mà để cái mặt mình nó không vậy đó. Mình rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt bong bóng, thải độc tố. Sau khi rửa mặt rồi hen, thì mình trong tuần đó mình dành ra hai ngày thôi, mình đừng dưỡng kem gì hết, mình rửa mặt thật sạch. Sau đó mình sẽ lấy kem này nè, nó gọi là mặt nạ ngủ, có nghĩa là ủ lên cái mặt rồi đi ngủ nha. Đó, sau đó mình đi ngủ thì các bạn sẽ dùng cái mặt nạ này để im đó, tại vì nó là mặt nạ bằng vàng nha quý vị nha, bằng vàng ha. Sau khi quý vị mà bôi lên hết rồi để im như vậy cho em, xong đi ngủ. Vàng nó làm gì? Chống lão hóa ha, làm mờ vết nhăn và nó ngưng lại, nó không cho mình già nữa, có nghĩa là chống lão hóa. Mặt nạ vàng